rằng trong mỗi một ai đó luôn luôn trào dâng lên những tình cảm mà trước đây đã có những lần hẹn ước với một người mà chúng ta cảm thấy yêu thương. Và với những tâm tình đó đã biết bao nhạc phẩm đã được thành danh, thành âm thắng thật tuyệt vời tại những mùa Giáng sinh. Và để rồi có biết bao lời ước hẹn của biết bao nhiêu chàng trai cô gái cũng đã làm nên những tâm tình của mùa Giáng sinh. Và giờ đây cũng xin chân thành kính mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và hãy cùng trở về những tâm tình đó qua nhạc phẩm Hai Mùa Noel, qua sự trình bày của Kim Thê và Duy Khởi. Một trong tay dành cho Hai Mùa Noel. Gặp
nhiều chi đêm thương đau, yêu nhau chi vui gian nhau. Rồi nụ em qua những hôm mưa không sang rồi gặp nhau.